kéo cái màn cửa sổ lại thôi, chịu đá nó đứng ngoài nó rình nó coi tội nghiệp nè. Chào bạn là Thiên Galaxy. Thiên Galaxy có phải là cả Trịnh Quốc Thiên không? Kênh của Lê Thái Hà Nội bây giờ nhiều video lắm các bạn, gần 70 cái video vậy đó. Chưa kể cái lúc đầu mới làm chưa có đánh số. Từ hôm mà có đánh số rồi lên tới coi như là gần 70 cái. Lê Thái đi giao hàng về chưa? Mới thấy anh ấy làm live stream xong ấy, đang làm đọc điếu văn cho xỉu đá. Còn mấy cái một vài video của bác người trong cuộc, bác Phạm Trung Nghĩa cũng có đưa lên rồi. Vâng, có lẽ là chúng ta có thể bắt đầu được chương trình rồi các bạn. Nói là bắt đầu chương trình mà không biết mình sẽ nói cái gì trước đây. Vấn đề thời sự nước Mỹ là chắc là không có gì. Ông Gavin Newsom thì tổng số các thùng phiếu đếm được khoảng chừng 61%. Tức là còn lại có 39% nữa. Thế nhưng mà ông đang dẫn đầu 67%. Bên kia thì những người mà muốn chốt phiếu ông chỉ có 43%. Thì chắc chắn là ông đã nắm được phần thắng nha. Thành ra có đếm hết phiếu thì một là ông cái khoảng cách có thể là cao hơn hoặc là thấp hơn chứ ngắn đi, xin lỗi, nhỏ lại. Nhưng mà cái phần chiến thắng thì vẫn là về ông ấy. Tiến trần thì trước nó suốt ngày là trường Mõm Lông và giặc Hoàng Duy Hùng. Video mới nhất của Lê Thái là cáo phó xỉu đá đã tự đào hố chôn mình. Nhưng mà tôi nghe nói các bạn thông báo cho biết là xỉu đá nói rằng sẽ tạm nghỉ vài ngày. Về phía bên Việt Nam thì tình hình dịch thì cũng không có gì khởi sắc lắm. Mà tôi nghĩ rằng như là đề nghị ngày hôm qua đó, thì thủ tướng nên thẳng tay đối với lại những cái cán bộ. Mà hôm nay tôi có đưa lên một số những cái hình ảnh rất là ý nghĩa. Đó là những cái tấm ảnh rất rất hiếm. Của Bác Hồ, người cách mạng cần phải cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Chính xác luôn. Thì tôi hy vọng rằng đối với cái vụ Thanh Trung Xuân ở ngoài Hà Nội, vụ dưới miền Tây, dưới Rạch Giá mà Thủ tướng đã tìm ra được ít nhất là bốn nơi, bốn cơ quan đó nên thẳng tay như Bác Hồ đã nói. Tôi không sợ bọn đế quốc, bọn phản động, đồng bào sẽ đánh thắng chúng. Tôi chỉ sợ những hành vi xấu xa của cán bộ làm cho đồng bào mất lòng tin với chế độ, nhà nước và đảng. Có thể nói, kẻ phá hoại sự nghiệp cách mạng đáng sợ nhất là những người ấy. Vì trước mắt đồng bào, họ là đảng, là nhà nước. Kẻ thù hàng ngày nói xấu chúng ta, đồng bào ta không mắc lừa. Người của ta làm hại cách mạng là nguy hiểm nhất. Đồng bào sẽ xa lánh, không tin chúng ta. Đưa những người yếu kém về năng lực, nhất là về kém cỏi về phẩm chất, nhân văn vào bất kỳ nhiệm vụ nào cũng nguy hại. Trích nguồn lời Bác căn dặn cán bộ Báo Nhân dân ngày 19 tháng 8 năm 1967, in lại trong cuốn Nhân dân tuyển tập các tác phẩm đoạt giải báo chí Hội Nhà báo và Giải báo chí quốc gia. Thưa các bạn,
Thế mà tờ báo Nhân dân ngày hôm nay đưa Hoàng Duy Hùng, đưa Nguyễn Quang Trường đến trao giải búa liềm vàng để cho tụi nó phá hoại đất nước. Để tụi nó lên mặt ra lệnh cho ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu, ra lệnh cho một thiếu tá trưởng phòng xã Làng Nghề bắt một người dân vô tội là Sùng Á Púa ở thôn Đề Trơ phải lên làm bản tự thú xin lỗi Lê Quang, Nguyễn Quang Trường và Quỳnh Le Le. Rồi chúng nó còn lấy cái video chúng nó đưa lên để nó khoe khoang. Vậy mà tụi nó còn, những thằng còn bênh, tụi nó còn bảo rằng là Nguyễn Quang Trường không có làm gì sai trong cái ngày bầu cử. Nguyễn Quang Trường không có làm sai cái gì trong cái vụ cứu trợ bão lụt. Vâng thưa các bạn, nhưng mục đích chính của tôi là tôi muốn đưa lại một cái hình ảnh Bác Hồ rất từ lâu. Từ năm 1924, Bác đã 43. Sau khi ở Pháp, Bác qua Nga. Nếu mà không có chuyến đi Nga thì chắc chắn rằng ngày hôm nay không có chúng ta, bảo đảm. Chính nhờ cái hình mà Bác đi Nga đó, thì chúng ta ngày hôm nay mới có câu nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, sông chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điểm danh lúc nửa đêm An Giang họp khẩn cấp với 4 huyện và thành phố. Ngày 15 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã làm việc với huyện An Phú cùng với thị xã Tân Châu, thành phố Châu Đốc và huyện Phú Tân sau khi bị Thủ tướng điểm danh và nhắc nhở. Đêm 14 tháng 9 đối với thị trấn Long Bình. Ngày 15 tháng 4 đến nay, An Giang đã có 2.946 trường hợp dương tính COVID-19. Trong đó huyện An Phú có đến 945 ca nhiễm tập trung tại xã Khánh An và thị trấn Long Bình. Ông Phan Văn Tường, Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Long Bình cho biết, địa phương có 2 khu ổ chuột bị phong tỏa, nhưng số lượng dân số dày đặc ở khu này đến nay Bình Long đã có 485 ca nhiễm COVID-19. Dù địa phương đã tầm soát cộng đồng từng người dân 5 lần, nhưng vẫn chưa tách hết được F0. 2 khu ổ chuột bị phong tỏa có 2.700 người dân, mật độ dân rất dày đặc. Có những ngôi nhà chưa được 20 mét vuông, nhưng có 5-6 người ở. Địa phương đã có phương án giãn dân sắp tới và đẩy mạnh xét nghiệm cộng đồng 2 ngày một lần để sớm tách F0 ra khỏi cộng đồng, ông Tường nói. Ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Phú xác nhận khoảng 23 giờ tối ngày 14 tháng 9 với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đã gọi lãnh đạo thị trấn Long Bình để nhắc nhở về công tác phòng chống dịch COVID-19.
đồng thời yêu cầu địa phương này sớm giãn dân ra khỏi khu vực ổ chuột của thị trấn Long Bình, thành lập trạm y tế lưu động và đẩy mạnh tầm soát cộng đồng. Đại tá Đinh Văn Nơi, ông này là rất là giỏi đó, ông này rất là trong sạch luôn. Trong sạch thì theo cái nghĩa mà chúng ta chưa thấy, nhưng mà những cái việc làm ông Đinh Văn Nơi, ông có những một cái rất thành công trong việc mà tiêu trừ buôn lậu mới là băng đảng ở dưới An Giang. Giám đốc công ty tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã điều động 500 cán bộ chiến sĩ công an phối hợp với huyện An Phú bố trí lực lượng phân công giám sát số hộ dân trong khu vực phong tỏa không cho tụ tập gây lây nhiễm. Lực lượng công an sẽ xử lý hành chính và hình sự nếu vi phạm quy định giãn cách phòng chống dịch. Trong chiều ngày 15 tháng 9, công an tỉnh An Giang sẽ điều động 2 xe y tế của công an lên truy vết xét nghiệm 24/24 cùng với huyện An Phú. Lực lượng công an tại khu vực phong tỏa, ai bỏ trực sẽ bị xử lý kỷ luật. Ngoài ra công an hỗ trợ nước sát khuẩn, khẩu trang và 500 triệu đồng để giúp cho dân khu vực này, theo lời đại tá Nơi. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh An Giang, đề nghị chính quyền huyện An Phú kiểm soát nghiêm đối với người dân khu vực phong tỏa, không để trẻ qua lại làm lây lan dịch bệnh. Tôi yêu cầu các địa phương không được chủ quan, phải bảo vệ nghiêm ngặt vùng xanh. Nếu vùng xanh nào trở thành vùng đỏ thì lãnh đạo địa phương đó sẽ bị xử lý. Riêng huyện An Phú và Phú Tân có các xã thực hiện chỉ thị 16 thì phải thực hiện nghiêm, kiên quyết không cho người dân ra khỏi nhà. Nếu trẻ con ra ngoài thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm, đặc biệt khu vực lồng bè trên sông Bình Di phải khẩn trương di rời liền, tránh tụ tập rất dễ lây nhiễm và khó kiểm soát trong cộng đồng. Cố gắng trong vòng 10 ngày tới phải quét sạch F0 trong khu vực này, ông Bình nói. Thưa các bạn nhớ mấy ngày hôm nay chúng tôi vẫn nhắc rồi. Tại sao những người giàu có hoặc là những người ở những biệt thự, biệt lập thì họ không bị? Hoặc là họ bị thì cũng cách ly xong, cũng không có bị tử vong. Tất cả những sự tử vong đều tới những khu dân cư đông đúc, những cái ổ chuột từ thành phố Hồ Chí Minh cho tất cả những nơi mà có người chết. Tại vì cái cuộc sống của chúng ta, đó, xã hội Việt Nam nó khác xã hội Mỹ. Ở Mỹ hơn 100.000 người bị Covid ca mới đó, mỗi một ngày. Nhưng mà số người chết cũng cao hơn. Nhưng mà tổng số cả nước Mỹ. Thế còn đó, và cái số người chết đó cũng lại từ những cái nơi mà gọi là dân cư đông đúc, chẳng hạn như những chung cư nghèo nàn ở trên Los Angeles, ở New York, ở Philadelphia, ở bên Chicago. Thì những cái nơi đó đó nó tạo ra rất nhiều. Do đó đồng bào mình ở Việt Nam nên để ý và nên tự trọng. Không có nhà giàu chết, chỉ có nhà nghèo chết thôi. Đừng có nói rằng COVID, con COVID nó chỉ yêu người nghèo. Yêu kiểu đó là không ai thích hết. Chẳng qua là tại vì cái cuộc sống của chúng ta, cuộc sống ở Việt Nam đó, nó là một chế độ đại gia đình. Trong một cái nhà đó đều có thể có bố mẹ, anh em, vợ chồng, con cái. Như lúc nãy bản tin có 20m² thôi mà chứa 5-6-10 người hoặc là hơn. Đó là những cái lý do mà nó tạo ra lây nhiễm và chết nhanh. Nếu mà đời sống ở Việt Nam nó khác đời sống ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ đa số nó biệt lập, cũng có chung cư. Thế nhưng mà dù chung cư đó thì người ta lại cũng không ở chung. Đấy. Tất cả ở đây, đó, bố mẹ này kia chẳng thà đi ra ngoài thuê phòng riêng hay ở nơi, không có ở chung. Mà người ta có ở xe phòng đấy đó, thì cũng có lối đi riêng, chứ không có đi lối đi chung như ở Việt Nam. Đấy. Thành ra cái chuyện mà nó lây nhiễm rất khó cho nhà nước Việt Nam. Chưa kể ý thức người dân.
mới có đói mà cái một hai ngày cái vội vàng cứ lấy lý do là đi ra ngoài. Chẳng qua đó là cái quen đi rồi, chân nó quen đi rồi, cuồng chân rồi. Ở trong nhà thì nóng, máy lạnh không có, máy điều hòa không có, ra ngoài cho nó mát, cho nó thoải mái. Đấy, cái tâm lý nó như vậy. Và cái khó nó bó cái khôn, nó tạo ra cái chết. Chính những người ở trong những khu đông cư, dân đông cư là những cái chỗ mà rất là nguy hiểm. Thì đó là cái bản tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và nhiều bản tin chúng tôi sắp sửa đọc tới đây. Ngày hôm nay tôi sẽ sau cái phần tin tức, chúng tôi sẽ có bài viết để mở mắt cho Hoàng Duy Hùng và những con nhang hãy còn, nghĩa là mơ mộng về một cái ngày 30 tháng 4, về một nước Việt Nam có hai nước Việt Nam là nước quốc gia và nước cộng sản. Tôi sẽ phân tích lý do rằng, và tại vì bữa ngày hôm nay đó, các ông đã bắt đầu làm chuẩn bị, thì đang cãi nhau trên mạng, một số chửi ông Thiệu, một số bênh ông Thiệu. Nhưng mà số người bênh ông Thiệu đó thì chỉ là những người Việt Nam Cộng Hòa thuộc quân đội. Còn những người mà chửi ông Thiệu đó cũng là quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà là những người không có chống cộng cực đoan. Và tôi sẽ phân tích cái bài này. Cái lịch sử là lịch sử, không ai có thể thay đổi được, bởi vì nó đã xong rồi. Một cười thì một phe chống ông Thiệu thì nói rằng á, chế độ Nguyễn Văn Thiệu là một chế độ tham nhũng. Phe bênh ông Thiệu đó thì nó đổ tại cho mà đồng minh bỏ rơi. Nhưng mà ngày 18 này đó thì cái tượng đài homeless, tức là tượng đài không vô gia cư đó, sẽ được đưa lên trên San Jose, và rồi tôi bảo đảm cũng sẽ vứt bỏ lây bỏ đất, chẳng ai săn sóc gì hết. Thì đó, bởi vậy họ muốn khơi lại thì mình phải nói cho một lần cho nó xong. Nó xong được hay không được thì là quyền của nó. Và bữa nay báo tin buồn cho ông Hoàng Duy Hùng về cái vụ mà tôi không biết. Nhưng mà ông Hoàng Duy Hùng có vẻ hả hê sau khi cái vụ tên đường ở Việt Nam do ông Hấp Bờ Võ đề nghị thì đã bị gỡ xuống. Nhưng bữa nay chắc ông buồn, tôi nghe nói là được đưa lên lại. Điều đó đúng hay không đúng tôi không biết. Còn tin của nhạc sĩ Hồ Văn Sinh, chủ tịch của Việt Nam Cộng Hòa Foundation chết
là chắc chắn, bởi vì đã có gia đình đã đưa cáo phó mà hôm qua tôi đã đọc rồi. Nhưng mà chúng tôi muốn đưa cái bản bản tin cái bản tin có liên quan tới họ cứ muốn khơi lại cái chuyện cũ, tại vì họ vẫn nghĩ rằng họ sẽ giải thể được chế độ cộng sản như lời Hoàng Duy Hùng nói, là sẽ trở về Việt Nam làm một con thuyền nhỏ đi cạnh bên con thuyền lớn. Ngày hôm nay có một bản tin, không biết tự nhiên các ông cãi nhau về cái tượng đài Thủy Cô Lục Chiến, thì một ông đưa lên một cái bài cũ bài viết của Thủy Cô Lục Chiến Cổ Tấn Tinh Châu. Thật sự rằng không phải là của ông Cổ Tấn Tinh Châu viết. Ông Cổ Tấn Tinh Châu là một đại tá Thủy Cô Lục Chiến. Nhưng mà trong vụ cãi nhau này thì có lẽ là để bảo vệ cho ông ấy, người ta đưa cái bài viết này lên để kể công cho ông ấy. Cái câu chuyện có thật và ông có công thật. Đấy, như là một hình ảnh anh hùng của Thủy Quân Lục Chiến. Và ông ấy là những người chống cái việc dựng cái tượng đài Thủy Quân Lục Chiến kiếm cổ thành Quảng Trị. Thì trong đây đấy thì họ đã viết một cái bài bài này không phải của ông Tổng Cổ Tấn Tinh Châu viết, và tôi cũng không phân biệt. Tôi đã nói là cái này chuyện có đúng, nhưng tôi phân biệt ở đây cái người viết cái bài này là ông Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc. Ông Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc đã mất cách đây khoảng chừng 5-6 năm gì đó. Ông Lê Châu Lộc là một người rất là cực đoan, là một người thuộc Phật giáo Hòa Hảo, là một người thuộc miền An Giang và là một người chống cộng cực đoan, nếu không muốn nói là cực điên. Thì ông này có nằm trong cái hồ sơ kiện của tôi nữa, nhưng mà ông được tha bổng. Không phải tôi tha mà tòa tha. Lý do là tại vì tôi đi Việt Nam, tôi không trả lời kịp cái lá thư của ông xin được rút tên của ông ra khỏi cái đơn kiện của tôi. Vì lý do này, vì lý do này, vì lý do này đó, đại khái. Thì tòa đã đồng ý cho ông rút đơn kiện. Ông mừng lắm. Ông mừng lắm ra ngoài tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Thì được các ông, lúc đó bà Giang Ánh Nguyễn còn đứng về phe của chung với ông Lê Công Tâm. Lê Công Tâm mang tới một chai rượu XO ra ngoài tượng đài, xong một con heo, xong rồi cái mang ra về bên Đền Hùng, về Đền Hùng để ăn nhậu, ăn mừng chiến thắng của ông Lê Châu Lộc. Thì ông chiến thắng gì đâu, ông được tha chứ làm sao mà chiến thắng. Thì ôi thì cho chiến thắng đi cũng được. Thì trong cái bữa tiệc đó thì có một tiếng văng vẳng: ai lấy hết thì theo quay à. Cái người nói đó là ông
Trần Sơn Hà. Ông này là luật sư ở Việt Nam, ông ấy rất có liêm sỉ. Ông nói yêu cầu không gọi ông là luật sư, tại vì ông không có bằng luật sư tại bên Mỹ. Thành ra ông không phải luật sư ở Mỹ, nhưng ông là luật sư Việt Nam. Và ông Trần Sơn Hà là một gọi là tay mặt của ông Võ Đại Tôn. Cái thì ông Hứa Trung Lập là tay trái Trần Sơn Hà. Ông Sơn Hà mới hỏi là ai lấy hết thì theo. Thì hóa là mấy người đứng mà chặt thịt ở bên đằng sau trong văn phòng của ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đó. Thì chặt thịt để chia mang lên đó, thì lấy thịt thịt nạc thì lấy đi hết, còn trơ lại toàn là xương mới đùi. Có một con heo quay thôi mà nghĩa là còn khổ như vậy. Thì tôi kể câu chuyện ông Lê Châu Lộc thì tại vì nó liên quan tới cái con heo. Nhưng mà trở lại cái vụ này đó, thì bài viết của ông Lê Châu Lộc chiếm lại đảo Duncan, Duncan, đảo Duncan là đảo gì? Nhân ngày quân lực 19 tháng 6 của Việt Nam Cộng Hòa vừa qua, chúng ta cũng cần ôn lại các chiến công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong việc bảo vệ quê hương mà trong quân sử chưa ghi chép kịp. Một trong các chiến công đó được ghi nhận trong cuối thập niên 1950-1960. Tức là rất xa nha, 1950 đấy, quý vị thấy 71 năm này. Vào ngày 4 tháng 9 năm 1958, Trung Cộng tuyên bố bản xác định mở rộng lãnh hải ở Biển Đông. Thì nhưng Việt Nam Cộng Hòa không chấp nhận hành động lỗ bịch đó của Trung Cộng. 4 tháng sau, tức là ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1959, Việt Nam Cộng Hòa gửi một đại đội thủy quân lục chiến ra chiếm lại đảo Duncan. Nó là một trong những đảo lớn trong quần đảo Hoàng Sa. Mà nhiều người lúc nãy nhắn tin cho tôi, tại vì cái bài này tôi có đăng lên trên Facebook. Thì cứ nhắn tin cho Facebook. Mới đọc là tưởng là đảo Duncan là cái tên là tiếng Mỹ, tên Mỹ mà. Thì một trong những cựu sinh viên khóa 5 vì dân là Trung úy Cổ Tấn Tinh Châu, đại đội trưởng đại đội 3 tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến, đã hoàn thành sứ mạng một cách anh dũng và kết quả bắt được 60 địch quân của Trung Quốc, tịch thu một số ghe tàu. Nhưng mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa do cố Tổng thống Ngô Đình Diệm lúc đó đã áp dụng phương thức ngoại giao khôn khéo của tiền nhân, là đối xử tử tế với tù hàng binh và trả về họ Đài Loan. Nhưng nơi này không nhận, sau đó trả lại cho Hồng Kông để trả lại cho Trung Cộng qua ngoại giao với Anh Quốc. Nhưng mà lại không nói chuyện. Sau này cái đảo Hoàng Sa bị mất, tức là đảo Duncan cũng bị mất luôn. Nhưng mà đây á, tôi muốn nói cái bài viết của ông Lê Châu Lộc. Ông là một thượng nghị sĩ, có một nhiệm kỳ thôi nha, nhiệm kỳ thế sau nó bị rớt liền. Ông viết, chúng ta cũng cần ôn lại các chiến công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong việc bảo vệ quê hương mà trong quân sử chưa ghi chép kịp. Quý vị thấy không? Nhớ dùm cho tôi, chưa ghi chép kịp. Chuyện đã xảy ra 1958. Đến mãi 1975, tức là bao nhiêu năm?
Quý vị làm gì gần 20 năm? Các bạn không làm được. Không ghi chép kịp cái mà thành tích như này của ông Cổ Tấn Tinh Châu. Cái chuyện này thì có, tôi nhớ có. Nhưng mà tại sao lại chưa ghi chép kịp? Ông này ông muốn ra cái điều rằng là tại vì sử không ghi chép kịp. Thế tại sao ông biết? Tại sao ông biết mà ông là thượng nghị sĩ, ông không bắt phải đưa vào trong sử? Mà bây giờ tới năm 2014 ông mới viết cái bài này. Qua bên này ông mới biết. Cái đó là cái điều mà tôi muốn đưa lên, cái điểm vô lý. Chưa ghi chép kịch từ năm 1958 cho tới 1975. Tại vì quý vị lo đảo tránh lẫn nhau. Lật đổ, nay lật đổ này, mai lật đổ kia, không có thì giờ viết sử, đúng không? Thành ra các quân lực Việt Nam Cộng Hòa không có sử. Vì không có sử, thành ra thằng Hoàng Duy Hùng nó mới dùng sử ngoại. Nó cứ bảo nó là sử ngoại. Thì đó cái bài họ đăng ở trên email. Và tôi có trả lời nữa. Tôi trả lời giống như tôi đã nói với các bạn. Mà họ trả lời tôi họ bí lắm. Thành ghét lắm. Không muốn nói chuyện với ông này. Thì qua cái vụ mà ông Nam Tần là chủ tịch của Liên hội Cựu chiến sĩ viết thư kêu gọi, trong đó có ông Phan Tấn Ngưu là chủ tịch của Hội Cảnh sát muôn năm. Thì ông Ngưu đó, tôi nói muôn năm là lúc sau này hầu như hội nào cũng muôn năm hết, không có ai ra nữa, chán rồi. Hết cách kiếm tiền này. Cái hồi xưa mà còn kiếm tiền được thể nào cũng vẫn còn giành nhau đánh nhau. Tại hết ăn chia được rồi, hết lươn lẹo được rồi, thành ra bắt buộc phải. Thì ông Phan Tấn Nghiêu có trả lời thì cái chuyện các vị muốn làm cho ông Thiệu thì cái chuyện của quý vị cũng tốt thôi. Như hôm qua tôi nói rồi, cái đó là cái nhân văn. Nhưng mà cái làm ông Thiệu mà chửi ông Hồ thì tôi không thích, tôi không đồng ý. Cái chuyện nào nó ra chuyện đó, đừng có nhập nhằng. Anh muốn bênh ông Thiệu cứ việc bênh, người nào muốn chửi ông Thiệu cứ việc chửi. Cái chuyện đó. Nhưng mà khi mà nói tới Hồ Chí Minh, các ông phải nói cái sự thật, phải tôn trọng một chút xíu đi. Đấy. Thì ông Phan Tấn Nghiêu cũng nói được, cũng ấy lắm. Ông cũng nói nhẹ nhàng thôi. Ông bảo thì cũng giống mới như tôi nói, ông bảo là quý vị nếu mà không thích thì đối với tôi thì ông Ngưu, tại vì ông Ngưu nói như thế này. Có một cựu nhân viên của CIA đang ở Nam Cali này. Ông ta đang chuẩn bị viết một cuốn sách. Có nghĩa rằng là ông đang quảng cáo. Thì cuốn sách sẽ nói sự thật về ông Thiệu. Và tại sao chúng ta mất miền Nam. Thì tôi hỏi rằng á, ông cựu nhân viên CIA này tại sao cái 46 năm ông không viết? Và những cái gì đó, ông Phan Tấn Nghiêu nói rằng ông này sẽ nói và sẽ đưa ra đúng sự thật.
Thì tôi hỏi làm sao ông xác nhận ông đó là nói đúng, hoặc là ông đó chứng minh rằng mình nói đúng. Thí dụ tôi bảo tôi không tin, tôi có quyền đúng không? Tại và nếu mà thật sự rằng á như lời anh ta nói đó thì phải nhiều người biết chứ đâu phải. Và theo luật của Mỹ là 25 năm sau là họ đã giải mã rồi. Và chiến tranh Việt Nam họ đã giải mật rất nhiều. Và tại sao bữa nay lại còn sắp sửa ra cuốn sách? Thì tôi sẽ lấy một cuốn sách ngày hôm nay sẽ đọc cho các bạn. Sẽ đọc cho các bạn về ông Nguyễn Văn Thiệu. Ông đó gọi là Alan Dawson. Rất tiếc rằng những cái video tôi làm trong KBC hải ngoại.com đã bị đóng và bây giờ mất luôn, mà tôi lại không có tài liệu, không giữ lại, thành ra bây giờ phải đọc lại tất cả 10 đoạn luôn, dài lắm. Trong số những cái tấm hình mà của Bác Hồ, tôi có đưa cái tấm hình mà chụp ở Nga năm 15 tháng 6 năm 2000, năm 1924. Cái người sau lưng, đứng sau lưng, ngồi sau lưng của Bác Hồ lúc đó là Stalin. Còn ba ông kia tôi không nhận ra được. Cái đó là một cái tấm hình rất quý hiếm, chụp từ khoảng năm 1924. Bác Hồ chụp ở bên Nga, cộng ngồi với bốn người Nga. Đây là những chiến sĩ cộng sản đầu tiên. 15 tháng 6 1924, Moscow. Trở lại chuyện thời sự thì ngày hôm nay, sáng hôm nay Hoa Kỳ đã tuyên bố, đây là buổi nói chuyện giữa Bộ Tứ, thì Hoa Kỳ sẽ giúp cho Úc sẽ phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong cái quan hệ. Thì bài này đăng ở trên báo Mỹ. Tôi ở trong Việt Nam không biết là đang chưa, nhưng biết tôi đã dịch ra tiếng tiếng Việt Nam.
Chính quyền Biden hôm thứ Tư đã công bố một mối quan hệ đối tác quốc phòng mới với Úc và Vương quốc Anh. Theo đó, Úc sẽ phát triển các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của riêng mình. Một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết Australia sẽ có được công nghệ động cơ hạt nhân mà Mỹ đã từng chia sẻ với Anh trong các bình luận với tờ báo Financial Times ngày hôm nay. Các tàu ngầm sẽ không được trang bị đầu đạn hạt nhân, và có thỏa thuận nào để giúp cho Australia có được vũ khí hạt nhân, tức là họ làm cho tàu ngầm nguyên tử, tức là tàu ngầm hạt nhân nhưng mà không có vũ khí hạt nhân. Và các bạn biết là tàu ngầm nguyên tử đó, họ có thể ở dưới tàu, ở dưới nước cả 6 tháng đến 1 năm. Tổng thống Biden cho biết ba chính phủ sẽ thực hiện một quá trình tham vấn kéo dài 18 tháng để phát triển chương trình tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đã phát biểu qua một hội nghị từ xa, tức là họ họp từ xa không. Ồ, bạn Phạm Văn Tấn mới đưa tin rồi. Thì tôi đưa tin hồi sáng nay, còn lúc đó thì tôi chưa có thời giờ vào trong. Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, Úc từ lâu đã là những đối tác trung thành và có năng lực, và có ngày nay chúng ta thậm chí còn được thân thiết hơn, Biden nói. Tổng thống sau đó đã nhấn mạnh tất cả chúng ta đều nhận thấy sự cấp thiết việc bảo đảm hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương về lâu dài. Theo một thông cáo báo chí chung của ba nguyên thủ quốc gia, thì mối quan hệ đối tác quốc phòng ba bên sẽ thúc đẩy sự hội nhập sâu hơn của khoa học, công nghệ, cơ sở công nghiệp và chuỗi cung ứng liên quan đến an ninh và quốc phòng. Không ai trong số các nhà lãnh đạo đã đề cập đến Trung Quốc trong các bài phát biểu của họ. Tuy nhiên, cái mối quan hệ hợp tác này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong vài năm gần đây. Quan hệ đối tác là một thông điệp tao nhã, như là một lời nhắc nhở đối với Trung Quốc rằng Australia có khả năng công nghệ và các mối quan hệ đồng minh mà họ có thể trở thành một cường quốc hạt nhân nếu mối đe dọa mà Trung Quốc gây ra trở nên nghiêm trọng như vậy. Kurisaki, giám đốc chính sách đối ngoại và quốc phòng tại Mỹ của Viện Doanh nghiệp, nói với Financial Times. Thì như vậy là Úc sẽ là một nước đi tiến tới một cái chế độ khả năng về vũ khí hạt nhân, là một cường quốc hạt nhân. Và nhân tiện đây thì chúng tôi cũng nhắc, có một số bạn hỏi tôi sao vẫn chưa thấy thông báo gì chuyến đi của thủ tướng của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Hiện tại bây giờ đó thì chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không phải là đi qua Mỹ theo lời mời của Bạch Úc như lời đồn đoán trước đây, mà là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ đọc bài diễn văn tại Đại hội đồng Thường trực Liên Hiệp Quốc trong ngày 22 hoặc ngày 23. Ngày 22 thì chắc chắn là Tổng thống Joe Biden cũng như là Tổng thống Putin của Nga và các lãnh đạo của Bộ Tứ sẽ đọc buổi chiều ngày 22. Thì có thể Tổng thống Joe Biden sẽ họp với Bộ Tứ và sẽ gặp riêng với lại Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Hoặc có thể cùng lúc đó thì Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ gặp, sẽ tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại New York chứ không phải tại White House, như là một lời đáp lễ lại cái chuyến đi của Phó Tổng thống Kamala Harris
Và cuối tháng 8 vừa rồi. Sau đó thì chủ tịch nước và phái đoàn sẽ đi Cuba. Và trong chuyến đi Cuba này sẽ trở về mang một số lượng khổng lồ vaccine do Cuba viện trợ cho Việt Nam. Chúng ta trong biết rằng hiện tại về trong bối cảnh hiện tại thì chỉ có Nga và Cuba là hai nước tiếp cận Việt Nam rất gần và viện trợ rất mạnh mẽ trong khối cộng sản. Đặc biệt là Cuba là có một cái sự tương tác rất là mật thiết từ tinh thần lẫn vật chất, hỗ tương lẫn nhau. Như Việt Nam cũng mới gửi cho Cuba một số gạo để mà giúp đỡ về kinh tế ở bên Cuba, về bên lương thực thiếu thốn. Vì và cái sự nhận định sai lầm của ông Hoàng Duy Hùng, ông không biết cái mối tương quan giữa Việt Nam và Cuba như thế nào, hoặc là chính ông biết nhưng mà ông muốn lấy lòng của những người chống cộng ở hải ngoại này, nên ông ta đã nhục mạ bản thân của lãnh tụ Fidel Castro, mà đa số người Việt Nam coi như là một người anh hùng dân tộc thứ hai sau Bác Hồ. Bởi vì sự thật trong chiến tranh Việt Nam, Cuba là một nước đã viện trợ cho chúng ta rất nhiều. Thì đó là những bản tin có liên quan đến chuyến đi vào ngày 22 cho tới ngày 24 tại Mỹ. Thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang tại Mỹ. Và cái lộ trình chuyến bay thì chuyến bay sẽ ngừng ở đâu để tiếp nhiên liệu? Bắt buộc, tại vì bay từ Việt Nam qua thì chuyên cơ của Chủ tịch nước sẽ ngừng ở bên Alaska. Thủ đô của Alaska là sau lại lấy nhiên liệu, sau đó thì bay thẳng tới Maryland. Và từ Maryland tới New York. Phi trường Maryland là phi trường của thủy hải quân và phi trường quân sự. Đó là điều mà chúng tôi được biết trong chuyến đi. Do đó mà không có một cái văn thư chính thức. Có thể rằng tuần tới chúng ta sẽ có lịch trình. Thế nhưng vấn đề đặt ra đây, tại sao Hoàng Duy Hùng biết là Chủ tịch nước qua đây mà Hoàng Duy Hùng bỏ trốn đi Nam Mỹ? Nếu mà chưa đi thì hãy hủy vé máy bay nhé. Nếu đi rồi thì ráng mua vé quay trở lại. Mà tôi biết là không phải là đi vé máy bay, tại vì nó lang thang. Mà lang thang tức là phải lái xe. Lái xe thì mới lang thang được. Còn bây giờ Hoàng Duy Hùng biết đi để lánh mặt. Bởi vì chắc chắn là Hoàng Duy Hùng không có cửa. Trong cái phái đoàn những người Việt ở hải ngoại này được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc ở New York, Hoàng Duy Hùng xin một cái chân để gọi là lau cái thềm để người ta bước vào đó, hay là trải thảm đó, cũng không cho nữa. Tại vì người ta sợ rằng Hoàng Duy Hùng sẽ đưa cái thỉnh nguyện thư yêu cầu Chủ tịch nước cấp cái bằng liệt sĩ cho Nam Tây Đô. Và Hoàng Duy Hùng biết chắc chắn trong phái đoàn không có Nam Tây Đô đi theo để được lãnh bằng liệt sĩ do Hoàng Duy Hùng cấp. Thành ra Hoàng Duy Hùng cũng không dám gặp, là tại vì không được phát,
không được đưa cái thư vào đại diện cho người Việt hải ngoại hay là đại biểu quốc hội ở hải ngoại để phát cái lá thư, à, cái bằng liệt sĩ cho Nam Thầy Đồ. Và bảo đảm khi bác Nguyễn Xuân Phúc trở về nước, chúng ta sẽ có một món quà hậu hĩ từ Mỹ, từ Cuba. Ngoài ra chắc chắn sẽ có những món quà từ Bộ Tứ luôn, tại vì nhân dịp đi tới New York chắc chắn là thể nào cũng gặp Bộ Tứ, tức là đại diện của Úc, đại diện của Nhật Bản và đại diện của Ấn Độ. Đó là những cái tin mà chúng tôi được chia sẻ với các bạn trong chuyến đi của tôi mở cái Johnny Phạm. Có tin đồn cho rằng nhà báo từng hoạt động trong tổ chức Việt Tân. Xin ông xác nhận cho việc này. Trả lời ngay. Chưa bao giờ. Okay. Thứ hai, nếu tôi không làm trong đó thì làm sao? Nếu trường hợp này là có thì xin ông có thể sơ lược lại quá trình hoạt động được không ạ? Cái câu này là câu của bọn xấu muốn cố tình lên đây để môi móc. Bởi vì thằng vo ve, Sài Gòn vo ve, thằng Chịu Đá, thằng Lê Bảo, tôi nó đã vu khống tôi là người của Việt Tân. Bởi vì tôi nói Hoàng Duy Hùng là người của Việt Tân. Hôm qua thành ra bữa nay nó hỏi câu móc. Thì tôi trả lời. Vậy bạn cho tôi có thể biết, bạn Johnny Phạm, bạn có thể vào Facebook tôi, bạn cho tôi biết ai đưa cái đề nghị này ra, câu hỏi này ra cho bạn. Có tin đồn là ở đâu, phải có tin đồn. Không lý tin đồn ở trên trời xong là cái lỗ tai của bạn nghe được. Có tin đồn đây tức là có người nói, mà tin đồn là không bao giờ có sự thật. Thì cái người nào nói? Thằng Sài Gòn vo ve, thằng Lê Bảo hay là thằng Xỉu Đá đều vô giá trị. Mà thằng Hoàng Duy Hùng mà nói nữa thì càng vô giá trị nữa. Mà thằng Nguyễn Quang Trường mà nói nữa thì càng vô giá trị. Bởi vì hai thằng này là cộng tác của Việt Tân. Thì đương nhiên nó phải móc ra để nó chạy tội nhé. Hay là lập công nhé. Với thằng Việt Tân, đúng không? Thành ra Johnny Phạm đã hỏi một câu hỏi rất ngu. Khi mà hỏi tôi đó, ai, okay, ông Hoàng Như Hùng nói rằng nhà báo từng hoạt động, thì tôi sẽ trả lời rất đàng hoàng. Còn có tin đồn, đã nói là tin đồn là không có bao giờ đi hỏi một cách như vậy. Khi mà hỏi một cách như vậy, vô tình mình lộ cho người ta biết, đưa cái lưng cho người ta biết, cái lưng mình đang ghẻ. Tức là mình là người tay sai của Hoàng Duy Hùng, tay sai của Nguyễn Quang Trường, hoặc là tay sai của Việt Tân. Nghe chưa? Hay, 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 Bảo Thái hay. Cũng lại có tin đồn, Bảo Thái nói rằng á, Bảo Thái nói rằng có tin đồn là Johnny Phạm là con rơi của tôi, y chang như là ông Nguyễn Bình Phương. Ông Nguyễn Bình Phương cũng có con rơi là thằng Tống Quốc Thái. Tống Quốc Thái, con rơi của Nguyễn Bình Phương, y chang. Bảo Thái nói rằng có tin đồn là Johnny Phạm là con rơi của ông Hùng. Chắc vậy đó. Johnny Phạm nó nói đều, nếu em là em thì sẽ bài ừ, tao đẻ ra lũ quái thai là Việt Tân đấy, trong nó có bố mày phải không? Quang phố cổ, bọn nó bây giờ tập trung đánh Lê Thái và KBCHN vì nỗi khiếp sợ của
của bọn chúng. Cảm ơn, chính xác luôn. Nguyễn Thị Bích, cu tí, cũng chẳng hiểu thằng Sửu Châu đâu, nó ăn phải bã gì của Hồng Bom mà nó không nghĩ đến tổ tiên phúc đức tương lai của con cháu nó, mà nó đi đào mồ quốc mà người ta nghiệp quả báo sẽ ứng vào nó. Nó còn mang cả con gái nó ra nó làm bình phong nữa, cái thằng khốn nạn nhau nó. Cái con nó chắc là cũng lại con của thằng khác chứ không phải con của nó. Thành ra nó mang con nó ra nó bảo là con nó bị hâm dọa, nó bị Nguyễn Phương Hùng mướn người rồi thanh toán. Rồi thành ra nó phải ngưng, thế giờ nó có ngưng không? Nó có ngừng live stream không? Nó bảo con nó bị hâm dọa, nó bị cả Lê Thái, bị Nghĩa Trung Phạm mướn người. Cú Tí chỉ vì cao hứng mà nói ra lố bịch như vậy thì còn mặt mũi nào mà gặp Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc. Ám chỉ thằng Hoàng Duy Hùng. Bố bảo nó gặp. Ai cho gặp mà gặp. Không tát vỡ mặt là mày. Phạm Văn Tấn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi Cuba sẽ giải quyết nhiều vấn đề quan trọng. Đúng như nhà báo nói, Cuba rất sâu nặng với Việt Nam. Nhiều người Việt Nam coi tình bạn thủy chung với Việt Nam chỉ có Lào và Cuba. Johnny Phạm vô lúc đầu vô thì xin chào nhà báo và cả gia đình, có vẻ là lịch sự lắm, lịch sự. Xong nó đi, người ta đang nói chuyện, nó đi cái nói chuyện có tin đồn nó đừng có mang vào trong này nhé. Nói chuyện tin đồn á, thì ngày hôm nay ông nghe Trần Khánh Vân, ông Trần Khánh Vân ở bên Houston gần nhà Hoàng Duy Hùng lắm, nhà của ông rộng to đẹp hơn nhà Hoàng Duy Hùng lần, trồng nhiều cây lắm. Trồng Khánh Vân vẫn đăng lên trên Facebook này, ông nhà ông trồng đủ hết, cây ăn trái, cây này kia đủ các loại luôn, những cây ăn trái Việt Nam đều có hết. Thế rồi nhà nuôi 2-3 con chó. Thế rồi ông không phải đi ra ngoài lấy thơ mà bị gút, đi chân cả nhắc ra lấy thơ, vừa đi vừa thở hổn hển. Sài Gòn vô về ơi, ngày hôm nay anh phải đi ra lấy thơ. Ông Trần Khánh Vân này mới đây bị một con nhang của đám Trịnh Hoài Nam lấy tên là Trần Lung. Thì tôi biết Trần Lung đó là Trần Ngơ đó. Thì bà Phùng Út Hà đưa lên. Phùng Út Hà đưa lên và chia sẻ với 28 người. Thì Trần Lung viết như này. À thì ra Trần Khánh Vân là chính là một cái nick của lão già Nguyễn Phương Hùng. Hèn chi mà Trần Khánh Vân này đập mấy ông tướng ở bên Việt Nam về vụ lịch sử Việt Nam. Đấy. Đã sai nó như vậy. Thì tôi trả lời, Phùng Út Hà ơi, tại sao mà em mê mẩn Nguyễn Phương Hùng đến nỗi mà nhìn ai cũng ra là Nguyễn Phương Hùng hết vậy? Ông Trần Khánh Vân, ông là người thật, việc thật. Ông ở Houston ngay bên cạnh nhà Hoàng Duy Hùng ấy. Hoàng Duy Hùng suốt đời mơ tưởng không bao giờ có được cái nhà như của ông Trần Khánh Vân. Còn cái nhà của anh ấy, nó nhỏ lắm. Chỉ vừa đủ hai vợ chồng rồi, không có chỗ cho em chen chân vào. Thành em có muốn chui vào đó thì qua bên nhà ông Trần Khánh Vân mà chui nhá. Đừng có ghép Trần Khánh Vân là Nguyễn Phương Hùng, tội nghiệp lắm. Thì có một người có một nick nó bảo này, ai bảo vô chọc ông già để cho ông ấy trả lời. Bữa nay tờ báo Thanh Niên có đăng một cái bản tin này, yêu cầu giám định hoạt chất hàm lượng số lô vaccine Verocell đã nhập khẩu.
Tôi nghĩ rằng chắc là lúc đầu thì không có phản ứng này không sao, thì không biết là có lý do gì không thì không biết. Nhưng mà đã hàng triệu liều đã chích rồi thì giám định thì không lý rút ra. Nếu mà không có phản ứng thì thôi. Một bản tin cho biết là Trung tướng Trần Hồng Minh, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Cao Bằng, làm bí thư tỉnh ủy Cao Bằng, chắc thay thế cho ông lại cái gì đó hôm qua đó. Cũng tốt rồi, bây giờ là hình như là quân đội đã bắt đầu, quân đội trở lại nắm nhiều chức vụ cao cấp. Không biết là dấu hiệu lành hay là dấu hiệu. Trong lúc tình trạng dịch như vậy đấy các bạn biết không? Ông tỉnh ủy Phú Yên 2 lần say rượu uống bia. Dương Ngọc Bí, trưởng phòng tài chính kế hoạch thường trực tỉnh ủy Phú Yên, giao ban thường vụ huyện ủy Phú Hòa xử lý nghiêm trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện đã vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và phòng chống dịch Covid-19. Ông Dương Ngọc Bi hay là Dương Ngọc Bỉ là trưởng phòng tài chính kế hoạch, à không phải là ông tỉnh ủy Phú Yên mà ông trưởng phòng tài chính. Cũng hơn 1 tiếng rồi thì chúng tôi xin phép đi vào đề tài chính ngày hôm nay, tạm thời cho Hoàng Duy Hùng với lại Nguyễn Quang Trường nó nghỉ xả hơi một chút xíu, chứ mình áp lực nó mạnh quá, giống như là thằng Sửu Đá nó đang bị tăng xông. Vâng, chào Trang Nguyễn mới vào. Người ta nói là nghĩ là đây là đã Phạm Văn Tấn chọc quê nó rồi. Nhà báo nó nói và nó tới nó trải thảm ở trên đó, người ta cũng không cho trải thảm. Có một cái điều mà những người chống cộng cực đoan và những người Việt Nam Cộng Hòa hay là những người quân đội Việt Nam Cộng Hòa không có nghĩ tới. Ông tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, ông vẫn còn sống và ông đã viết những cuốn sách Khi đồng minh tháo chạy, Khi đồng minh nhảy vào, rồi đại khái như vậy. Và chính ông Nguyễn Tiến Hưng cũng đã tiết lộ ông Nguyễn Văn Thiệu đã cố gắng lần cuối trước khi từ chức viết thư van nài Tổng thống Ford cho vay nợ vì tự do. Bức thư đã được cố vấn của ông Thiệu đưa ra sau ngày 30 tháng 4 tại Mỹ và có đoạn như sau: Thưa ngài Tổng thống, tôi đề nghị ngài yêu cầu Quốc hội Mỹ đồng ý cho chúng tôi vay dài hạn lần cuối cùng số tiền 3 tỷ Mỹ kim được phân chia trong 3 năm và kỳ hạn hoàn trả là 10 năm với mức lãi suất do Quốc hội quyết định. Thiệu trong cơn tuyệt vọng đem cả tài nguyên đất nước ra để thế chấp, tiềm năng về dầu hóa và nguồn lợi về nông nghiệp của chúng tôi sẽ thế chấp cho món nợ này. Số tiền vay này được gọi là Freedom Loan. Số tiền này sẽ cho phép chúng tôi có một cơ hội để được tồn tại. Trong giờ phút vô cùng khẩn thiết này, chúng tôi mong muốn ngài thúc giục Quốc hội xem xét dễ dàng và cấp bách lời yêu cầu được vay số tiền vì tự do nêu trên của chúng tôi. Đây là hành động cầu xin cuối cùng mà chúng tôi, một người bạn đồng minh, gửi đến nhân dân Mỹ. Kính chào, Nguyễn Văn Thiệu. Thì các bạn biết Quốc hội Mỹ đã từ chối và không có 3 tỷ Mỹ kim đó. Ông Thiệu đã giao bản bản thảo. Cái này mới là bản là cũng là bản thảo nha, không phải là bàn thảo đâu. Bức thư cho cố vấn của mình là tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng
mang sang Washington để vận động hậu thuẫn cho kế hoạch vay tiền của Thiệu. Trước khi lên đường, Hưng điện thoại cho đại sứ Martin ở nhà riêng và thông báo về chuyến đi và cho biết ông Thiệu đang muốn ngăn chặn sự phủ quyết của Quốc hội Mỹ và phái Hưng vận động vay 3 tỷ đô la, rồi hỏi liệu có cơ may thành sự thật hay không. Martin trả lời có thể được, bằng một giọng điệu êm ái nhưng không che giấu được sự hứng hờ lạnh nhạt, vì dường như ông ta đang bận rộn với một việc khác. Ông Hưng đã thuật lại như vậy và bảo trong một cuộc điện đàm lần đầu tiên, đại sứ Martin đã dùng tổng thống của các ông chứ không phải là tổng thống hoặc tổng thống Thiệu như trước đây. Mấy tiếng của các ông đầy dự cảm báo hiệu một sự không hay. Ngày 18 tháng 4, sau khi qua Mỹ, Tiến Trung Hưng định đến Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tức là đài VOA, để thu âm buổi phỏng vấn quanh kế hoạch vay tiền vì tự do, đóng vào một ngoặc kép. Hưng nghĩ điều đó sẽ khích lệ phần nào tinh thần của quân đội Sài Gòn khi nghe đài VOA và hy vọng còn nhận được viện trợ. Nhưng vài phút trước khi đi thì mọi dự định thảy đều tan vỡ, vì đài phát thanh Hoa Kỳ đưa tin Quốc hội biểu quyết từ chối viện trợ và Kissinger tuyên bố việc bàn luận về Việt Nam đã chấm dứt và điều quan tâm của người Mỹ lúc bây giờ là rút người của họ về nước. Ngay đêm hôm sau 19 tháng 4, Phan Thiết mất, tuyến phòng thủ Sài Gòn từ xa đã bị đập tan, đường tiến về Sài Gòn rộng mở. Hai ngày sau 21 tháng 4, Thiệu xuất hiện trên truyền hình suốt 3 giờ, tuyên bố từ chức. Thiệu trách móc Mỹ bằng những lời cay cú công khai như sau: các ông đã tìm đường rút lui trong danh dự, và hiện nay quân đội chúng tôi thiếu vũ khí, đạn dược, máy bay trực thăng, máy bay B-52. Các ông còn đòi hỏi chúng tôi làm một điều không thể làm được, giống như dùng đá để lấp biển. Giống như các ông đưa tôi chỉ có 3 đô la mà thúc giục chúng tôi phải đi bằng máy bay, ghế hạng nhất, mướn phòng 300 đô la một ngày ở khách sạn, ăn 3 hay 4 miếng bít tết và uống 7-8 ly rượu Tây một bữa. Đây là điều kỳ quặc, không bao giờ làm được. Thì ông Nguyễn Phán với một cái email là phánnguyễn827@yahoo.com đã có nhận xét sau cái bài viết đó. Mỗi khi có tin vui tích cực về Việt Nam như xã hội, kinh tế phát triển, thu nhập người dân gia tăng, đời sống thoải mái hơn, thì những người chống cộng cực đoan lại họ tỏ ra tức giận, không muốn chấp nhận cái sự thật này. Mỗi khi có những tin tích cực, những tin tức tiêu cực như ô nhiễm môi trường, quan chức tham nhũng làm bậy, thì cái cộng đồng chống cộng cực đoan này ào ào lên gần phản đối, nhưng trong lòng thì lại vui mừng vì có cơ hội tranh đấu để chống cộng. Họ là những ai ngoài những anh hùng đóng vào một ngoặc kép chống cộng bằng bàn phím miệt mài và nhiệt liệt ra, thì còn phải kể đến một cái dàn con chiên cuồng nô Vatican là thành phần đã, đang và sẽ phản lại đất nước của chúng ta. Xin nêu lên một điều làm nhóm người kể trên buồn phiền. Thứ nhất, số Việt kiều về nước thăm quê, số người Việt trong nước đi du lịch hoặc kinh doanh, du học ra nước ngoài ngày càng nhiều, số du khách nước ngoài du lịch vào Việt Nam càng ngày càng tăng. Thứ hai, hợp tác giữa nhiều nước với Việt Nam ngày càng lan rộng và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cải thiện. Đặc biệt là hai quốc gia có tầm chiến lược là Ấn Độ và Nhật Bản đang tăng cường hợp tác với Việt Nam, không những chỉ về kinh tế mà còn về quân sự
với Việt Nam. Không lẽ hai nước này mù lòa không nhìn thấy, đóng vào một ngoặc kép, Việt Nam đang dâng đất dâng biển cho Tàu như các nhà đấu tranh chống cộng, kêu gọi thống, kêu gào thống thiết trong tuyệt vọng, kể trên chủ trương. Thứ tư, Việt Nam đang tăng cường quân sự, trong đó tăng cường quản lý những quần đảo Trường Sa. Có phải họ làm như vậy chỉ để phô trương che mắt thiên hạ, để dễ dàng dâng cho Tàu như các anh hùng bàn phím chống cộng cực đoan nêu trên chủ trương? Những bài viết của ông Đức Nguyễn, đây là không phải ông Đức Đầu Bạc mà ông Đức Nguyễn khác. Ông Đức này tôi biết, ông có một cơ sở ở trong về khách sạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh, và rất nhiều vị khác có tính thuyết phục rất cao vì nêu lên sự thật. Và cũng vì vậy mà các anh hùng đấu tranh chống cộng trên bàn phím kể trên chống đối quyết liệt là chuyện bình thường, nhưng đối với người đọc bình thường thì không nằm trong nhóm anh hùng chống cộng kể trên thì những tin tức rất là hữu ích, nêu lên phê bình những điều tiêu cực của nhà nước, của xã hội Việt Nam trong mọi lĩnh vực với tâm xây dựng là điều cần thiết. Xin hãy vui buồn với vui buồn của đại đa số người dân trong nước. Xin cảm tạ. Và ông kết luận rằng bình ngoại xâm, giải vong nô, dân tộc cần luôn đề cao hai cái ngoại xâm, đó là Trung Quốc và Vatican. Bài viết rất là hay phải không các bạn? À, nhân việc Thái Quốc Thọ, lúc nãy tôi gọi Tống Quốc Thọ, tại vì lúc nào tôi cũng muốn Tống nó đi. Dương Hoàng, sao không thấy thằng Hoàng Duy Hùng làm clip về cái chết giả của Đại tướng Phùng Quang Thanh nhỉ mọi người? Nó đã không làm một cái gì mà nó không có lời chia buồn nữa, phân ưu với nhà nước Việt Nam về cái chết của ông Phùng Quang Thanh, Đại tướng Phùng Quang Thanh. Bởi vì nó và Trần Văn Nam Sơn là hai người đã phê bình cho rằng là ông Phùng Quang Thanh đã bị ám sát ở Paris. Và sau khi ông Phùng Quang Thanh về thì nó với lại Trần Văn Nam Sơn còn phân tích rằng đó là Phùng Quang Thanh giả. Và khi nó đã quyết định như vậy, cho tới ngày hôm nay nó vẫn trong đầu của nó vẫn cho Phùng Quang Thanh là một người giả, đóng vai Đại tướng Phùng Quang Thanh, thì làm sao mà Trang Nguyễn lại yêu cầu nó, Dương Hoàng lại yêu cầu nó phải viết về Phùng Quang Thanh. Gã lang thang đây có phải là Hoàng Duy Hùng không ta? Tại Hoàng Duy Hùng nó nhận. Chun chun bữa nay vào trễ. Phạm Văn Tấn, bác Trọng vừa nhấn mạnh xử lý đồng bọn nếu ai đó vi phạm, xử lý kỷ luật đảng, xử lý hành chính, đồng thời xử lý hành sự nếu vi phạm, bất kể là người đó là ai. Không biết Phạm Văn Tấn nói về chuyện gì này. Tâm Nguyễn cũng vào kế. Trang Nguyên, cu tí lại chào là Trang Ngu. Không, xin lỗi Trang Nguyên, cái máy của tôi nó lên cái nửa. Loại cặn bã Hoàng Duy Hùng, sao mọi người nghĩ nó gặp lãnh đạo Việt Nam nó chỉ gặp xỉu đá được thôi. Đâu có ai nghĩ nó gặp lãnh đạo Việt Nam. Nó mất dạy như vậy, nó mang cái bằng liệt sĩ, nó bảo, nó còn bảo nhé. Nó ra lệnh đấy. Tôi nói với lại, thay vì nó nói tôi đề nghị hay là tôi xin với lại chủ tịch nước, này tôi nói với lại mất dạy như vậy. Mà tại sao nó có những người bênh đó? Là tại vì những người này chống nhà nước Việt Nam. Những người này là dân thuộc là thành phần phản động.
cái thằng gì mà hồi xưa ở trong cái nhóm Sài Gòn Vo Ve đó, bây giờ anh nhảy qua làm quản trị viên cho thằng Tân Sửu á, Tân Thái nhưng mà Tân Sửu. Qua phố cổ nghe thằng Sài Gòn Vo Ve nó chỉ thề với thằng Sử Đá đủ đờ mờ. Bọn nó bây giờ tập trung hết trong nhà của Lê Thái và KBC HN Căng Thiệt. Nghe thấy tội nghiệp và nhục nhã. Đâu có còn chứ. Châu Huỳnh 377 này, Đập Hoàng Duy Hùng này, rồi Huyền Cơ TV này, nối vòng tay lớn này vẫn còn. Cụ tí con nhìn thấy Hoàng Duy Hùng có thể là dấu hiệu bị tai biến rồi bác. Thì thằng Sửu Đá cũng bị rồi, thì thằng Hoàng Duy Hùng. Hoàng Duy Hùng là nó bị thì đương nhiên Kiều Đá nó bắt buộc phải bị. À, bài của Phạm Nga cũng được đưa lên trên kênh của Lê Thái rồi. Kênh Lê Thái bây giờ là gần được 1.000 người rồi. Các bạn nhớ nhớ chia sẻ và đăng ký. Nguyễn Mạnh Cường, chú Bình Phương, anh San Kham cũng bị bọn Quốc Tuấn Hà Nào, nói là Việt Tân mà. Thì tụi nó chỉ có như vậy thôi. Toàn là nói vô căn cứ. Nghe nói là ở bên Kiên Giang mới ra một cái văn thư cấm dân chúng không được cười nhạo. Không được cười nhạo Ủy ban nhân dân Kiên Giang này. Cấm ở Kiên Giang được hay nhưng mà cấm cả nước được không? Cấm hải ngoại được không? Vâng, chúng tôi xin tiếp tục chương trình. Thì hy vọng rằng những người mà còn tôn thờ ông Nguyễn Văn Thiệu thấy rằng ông đã bỏ chạy rồi. Và trước khi ông chạy là cái bài viết của ông Nguyễn Tiến Hưng nha. Ông Nguyễn Tiến Hưng ông còn sống và còn ở đây. Và chính điều này là ông tiết lộ chứ không ai tiết lộ hết. Thành ra đừng có đổ tại cho bịa đặt cái điều đó. Đây là một cái bài viết về những chuyện bạn chưa biết về Nguyễn Văn Thiệu. Cái này hay lắm. Mà cái này do báo An ninh Thế giới viết nha. An ninh Thế giới là một tờ báo giấy và báo mạng. Là một ngoại vi của tờ báo Công an Nhân dân. Nhưng mà độc lập. An ninh Thế giới làm được là cũng do Nguyễn Hữu Ước, Trung tướng Nguyễn Hữu Ước của báo Công an Nhân dân. Bài viết của An ninh Thế giới mà bạn nào mà thích nghiên cứu về tử vi, bài viết này rất là hay.
dường như số phận của cả một chế độ cũng ứng nghiệm hoàn toàn với lá số tử vi của người đứng đầu chế độ, ít nhất là trên những giai thoại nhá. Đề cập đến sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Sài Gòn, người ta lại vẫn thường, quý vị nhớ nhá, tờ báo An ninh Thế giới viết là chính quyền Sài Gòn chứ không có chính quyền ngụy. Chứ ngụy hồi xưa, bây giờ là xong rồi, thống nhất đất nước rồi, không dùng nữa. Người ta lại thường gắn nó với vai trò của Nguyễn Văn Thiệu, tổng thống thứ ba nếu đếm ngược từ dưới lên trên. Hai người đi sau là Trần Văn Hương và Dương Văn Minh. Thời gian làm chủ nhân ông tại Phủ Đầu Rồng chỉ tính bằng ngày và bằng giờ. Chào bạn Trọng Cường, vô trễ quá. Khi họ lên làm tổng thống, miền Nam đã trong cơn hấp hối và không còn cơ hội để cứu vãn sự sụp đổ. Đó là di sản cay đắng mà họ được người tiền nhiệm Nguyễn Văn Thiệu miễn cưỡng trao lại. Thật thú vị, dường như số phận của cả một chế độ cũng ứng nghiệm hoàn toàn với lá số tử vi của người đứng đầu chế độ, ít nhất là trên những giai thoại. Ngày 29 tháng 9 năm 2001, tại thành phố Boston, ở bang Massachusetts, Mỹ, cựu tổng thống của chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu đã hóa người thiên cổ. Đến dự đám tang của ông có nhiều cựu quan chức tướng lĩnh quân đội Sài Gòn, trong đó có Ngô Quang Trưởng, Phạm Quốc Thuần, Lê Minh Đảo, Đào Duy Ân, Mạch Văn Trường, Phan Hòa Hiệp, Lâm Nguyên Tánh, Trần Bá Di, Văn Thành Cao. Những người không chỉ là thuộc cấp mà còn từng là đồng ngũ lâu năm, hiểu Nguyễn Văn Thiệu rất rõ. Họ đã hết sức ngạc nhiên vì trong cáo phó gia đình soạn, ông Thiệu cầm tinh Quý Hợi, sinh ngày 5 tháng 4 năm 1923. Điều này ngược hẳn với điều hiểu biết của họ và cũng là hiểu biết của một số đông dân chúng miền Nam, rằng ông Thiệu cầm tinh Giáp Tý, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1924. Lá tử vi tam trùng Quý Sổ gồm sinh giờ Tý, tháng Tý, năm Tý của ông Thiệu, một thời đã từng là đề tài tốn không ít giấy mực của báo chí miền Nam. Sinh năm 53 Quý Hợi. Nếu ngày sinh tháng đẻ này không đúng, sinh thời không được ông Thiệu công nhận, thì uống mật gấu cũng chẳng có cao thủ nào trong giới bốc phải, giới nhâm cầm độ toán hay anh trí giả trí tre nào dám công khai lên báo bàn tán nhang cuội. Và nếu không đúng, chẳng lẽ suốt 10 năm ngự trị trên cương vị lãnh đạo chấp bù của miền Nam 1965-1975, ông Thiệu lại không hề đính chính và mặc cho thiên hạ bàn tán đủ kiểu. Chưa hết, khai xuân năm Nhâm Tý 1972, ông Thiệu còn cho phép ba thầy Huỳnh Liên, Minh Nguyệt và Khánh Sơn, hồi đó là ba ông nổi tiếng về tử vi đó, những cao thủ trong nghề chiêm tinh tử vi đầu số và bói toán mà ông tin tưởng và yêu ái nhất, lên các đài truyền hình nói trước dân chúng về vận mạng quốc gia. Lá tử vi Quý Số tam Tý của vị tổng thống đương nhiệm lại được ba thầy tranh nhau nhắc đến, gắn đóng vào màu kép chân mạng đế vương của người đứng đầu thể chế, với đóng vào màu kép một nền hòa bình và vĩnh cửu cho dân chúng miền Nam đang đến rất gần. Ở đây nếu thấy cái tuổi Quý Hợi 1923 ghi trong cáo phó là lấy ở đâu ra?
Người ngoài có thể nhầm, nhưng người thân trong gia đình của ông Thiệu thì tuyệt đối không thể nhầm. Đã có hơn một lần, vị cựu tổng thống của chính quyền Sài Gòn đã từng giải thích điều này. Trong hồi ký Từ Bạch Ốc đến Dinh Độc Lập, xuất bản năm 1988, đã được in và phát hành trong nước, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nguyên phụ tá kinh tế của Nguyễn Văn Thiệu thuật lại. Ông Thiệu cho biết, ngày sinh của ông là ngày 5 tháng 4 năm 1923. Khi ghi danh đi học, phải khai giấy tờ, ông Thiệu không nhớ, lại không có người lớn trong gia đình ở bên cạnh để hỏi, nên ông đã khai đại thành 24 tháng 12 năm 1924. Vì đó, vì biết đó là một ngày đẹp, đóng vào một kép ngày Tý trùng, cộng với việc ông sinh giờ Tý để thành là tam trùng, tam Tý vi vương, đóng vào một kép khai xong, ông mới có điều kiện hỏi lại để biết chính xác ngày sinh tháng đẻ của mình. Đó là Nguyễn, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng xác nhận ngày 5 tháng 4 nhé. Nếu những gì mà viên tiến sĩ phụ tá nhớ lại là sự thật, thì sự thật này chỉ hợp lý có một nửa. Không như đa số những người nghèo ở miền Trung hồi đầu thế kỷ thứ 20, con em sinh ra thì ít khi nhớ rõ ngày tháng thật. Ông Thiệu sinh ra trong một gia đình theo truyền thống nho học. Nhà ông Thiệu ở làng Chi Thủy, xã Chi Hải, quận Thanh Hải, nhưng quê thì ở thôn Dư Khánh, xã Khánh Hải, cách nhau một cửa biển hẹp, nay là thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, một vùng có cảnh quan khá đẹp. Ông Nguyễn Văn Trung, thân sinh của Nguyễn Văn Thiệu, là một nhân sĩ nho học. Hai người anh lớn là Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Văn Kiểu cũng là trí thức, từng dạy học. Do đó việc ông Thiệu có ngày sinh tháng đẻ chính xác, có lá số tử vi chính xác là điều dễ hiểu và hợp lý. Tuy nhiên, ở tuổi học trò tiểu học, khó có thể tin là cậu bé Nguyễn Văn Thiệu đủ trí thức chọn một ngày sinh quý số tam trùng để khai đại cho đời mình. Nếu thế thì ông Thiệu có thể được coi là một thầy tử vi đại tài, năng khiếu phát lộ từ tâm bé. Thì Nguyễn Văn Thiệu và Nixon trong cuộc, đây là tấm hình này. Ngày sinh mùng 5 tháng 4 năm 1924, chẳng ăn nhập gì đến yếu tố Tý, chính xác rơi vào ngày Mậu Thân, tháng Ất Mão, năm Quý Hợi. Người có lá số này là tuổi thơ nghèo khổ, ít học, nhưng khôn ngoan và ưa ngạnh. Tuy háo sắc nhưng rất kín đáo để che giấu tình cảm. Là người có vóc dáng thanh tú, điềm đạm, thông minh, mưu trí và nhất là biết chụp thời cơ. Có khiếu về văn nghệ và ngoại ngữ, lấy vợ sớm và phải có người mai mối. Về tính cách, đây là người ôn hòa, mềm mỏng, đa nghi, có nhiều mưu trí. Suốt cả đời đều được yên thân và hưởng giàu có sau 33 tuổi. Khuyết điểm của người tuổi này là chủ quan, liều lĩnh, thô bạo và nóng nảy. Tử vi Tây Phương cho tuổi Quý Hợi 1923 xác định ông Thiệu tuổi Miên Dương, mang các đặc điểm mạng hỏa tinh, là thần chiến tranh, là người nghị lực, rất can cường, tự tin, cá tính độc lập, có tài lãnh đạo nhưng độc tài, hiếu thắng và liều lĩnh. Mạng hỏa nên có rất uy quyền, óc sáng tạo, có tài ngoại giao nhờ ăn nói bạc thiệt, và người tuổi này hợp với việc điều binh khiển tướng. Quả thật, ông Thiệu mồ côi cha từ năm 11 tuổi. Tuổi thơ khá vất vả. Học xong lớp 9, Nguyễn Văn Thiệu rời quê vào Sài Gòn, tá túc tại nhà người anh cả là Nguyễn Văn Hiếu. Thời đại nhị Cộng Hòa, ông này là đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Italia, để học nghề ở trường kỹ thuật Đỗ Hữu Vị. Sau đó ông Thiệu được người anh này giúp đưa vào trường học trường dòng Pellerin của Pháp tại Huế.
Đây là một trường dòng rất là nổi tiếng tại Huế. Ai học ở trường Pellerin này ra đó, rất là nổi tiếng, rất là giỏi nữa. Sau năm 1945, Thiệu vào Sài Gòn và nhờ ông Nguyễn Văn Hiếu xin cho học trường hàng hải. Nguyễn Văn Thiệu quả thật có duyên với đường binh nghiệp và thăng tiến rất nhanh. Pháp chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh, hà hơi tiếp sức cho Bảo Đại lập nên cái gọi là quân đội quốc gia Việt Nam. Thiệu ghi tên vào học khóa sĩ quan khinh quân đầu tiên và trở thành thiếu úy trong quân đội Liên Hiệp Pháp năm 1949. Vào năm 1955, quân đội Việt Nam Cộng Hòa được thành lập, Nguyễn Văn Thiệu đã đeo lon trung tá, nhanh thật, giữ chức chỉ huy trưởng trường võ bị Đà Lạt. Lúc này ông Thiệu 33 tuổi, và theo tuổi âm, không lâu sau đó, ông ta lại được Ngô Đình Diệm thăng hàm đại tá và cất nhắc vào vị trí tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh, thay cho đại tá Vòng A Sáng, một tay chỉ huy thiện chiến nhưng bất trị mà ông Diệm luôn luôn nghi ngại. Năm 1951, Thiệu cưới vợ bà Nguyễn Thị Mai Anh, con gái một gia đình công giáo toàn tòng ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Do đó năm 1957, Thiệu, Nguyễn Văn Thiệu đã được rửa tội và trở thành một tín đồ Thiên Chúa giáo. Mai mối cho cuộc hôn nhân là ông Đặng Văn Quang, một người bạn đồng ngũ. Bà Mai Anh là cháu họ của ông Đặng Văn Quang. Đặng Văn Quang là tổ sư buôn lậu đó, mà không thấy Nguyễn Hoàng Duy Hùng nó nói, mà nó nói ông Fidel Castro. Khi Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống, Đặng Văn Quang đeo lon trung tướng, được Thiệu mời làm cố vấn tổng thống về quân sự, phụ tá an ninh và tình báo quốc gia, tổng thư ký hội đồng an ninh quốc gia, trở thành người có quyền lực hàng thứ tư trong hàng ngũ quyền lực cao nhất ở Việt Nam. Nguyễn Văn Thiệu quả thật rất có khiếu về ngoại ngữ. Thời đi học, vốn tiếng Pháp của ông ta không tồi. Tiếng Anh ông ta chỉ học qua các phụ tá của mình, không theo lớp nhưng lại rất giỏi. Trong hồi ký từ Bạch Ốc đến Dinh Độc Lập, tiến sĩ Nguyễn Tấn Hưng có đề cập đến chuyện ngày 8 tháng 6 năm 1969, trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Richard Nixon ở đảo Midway, Thái Bình Dương để bàn về vấn đề Việt Nam hóa chiến tranh, thì Nguyễn Văn Thiệu đã tranh luận trực tiếp bằng tiếng Anh trong 8 giờ liền mà không cần phiên dịch. Riêng về chuyện háo sắc nhưng rất kín đáo để che giấu tình cảm, đóng vào một ngoặc kép của ông, thì trước năm 1975, báo chí đối lập đã phanh phui khá nhiều với người dân miền Nam thời đó, đã không còn là chuyện lạ. Ngoài ra, ông còn là người có năng khiếu về văn nghệ, từng tham gia thủ chống biểu diễn trong cuộc giao lưu với Hiến Hướng Đạo Sinh tại Suối Tiên năm 1972. Ông ngồi ông đánh trống. Còn cái chuyện mà tình cảm đây thì là chuyện đồn với lại nữ, với lại ca sĩ cái gì quên mất đây này, thể hiện tình của mình. Tuy nhiên, đại tá Đỗ Mậu, nguyên giám đốc nha an ninh quân đội, thì luôn tin rằng Nguyễn Văn Thiệu sinh vào nửa đêm, tức là giờ Tí, ngày 24 tháng 12 năm 1924, tức là 28 tháng 11 năm âm lịch, nhằm vào ngày Đinh Sửu, tháng Bính Tý của năm Giáp Tý. Đỗ Mậu là người rất am tường khoa tử vi đầu số. Thì theo ông, thì Nguyễn Văn Thiệu không chỉ trùng Tam Tý mà còn trùng Tứ Tý. Trong hồi ký Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, được in trong nước dưới tựa Tâm Sự Tướng Lưu Vong, nhà xuất bản Công an Nhân dân năm 1994. Thì ông Thiệu viết, Thiệu sinh tuổi Giáp Tý 1924, sinh vào giờ Tý, nửa đêm, tháng Tý là tháng 11 âm lịch, và cung mệnh viên cũng nằm ở Tý, tức là Tứ Tý. Lại nữa, mệnh của Thiệu là mệnh kim mà lại nằm trong cung thủy là đắc cách. Năm 1965, khi Thiệu đúng 41 tuổi thì đi vào cung Thổ, mà Thổ lại sinh kim, lại gặp khoa quyền lộc, binh hình tướng ấn, hộ chiếu là thượng cách. Vì thế Thiệu giữ chức chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, rồi sau đó lên chức tổng thống. Vì cung Phúc Đức là cung gốc của lá số, nên tuy hết làm tổng thống mà Thiệu vẫn được thụ hưởng giàu sang,
An Nhàn cho đến năm 1985, nghĩa là vào hạn chính hoàng ở cung Ngọ. Khi nhóm tướng lãnh âm mưu đảo chính anh em Ngô Đình Diệm, sư đoàn 5 do Thiệu chỉ huy vẫn đóng ở Biên Hòa. Khi có sự cố, chính là đơn vị có thể điều quân cơ động nhanh chóng nhất về Sài Gòn, cho dù là để tấn công hay phòng thủ giải vây, thì nhóm tướng lĩnh đảo chính đã tìm mọi cách để lôi kéo Nguyễn Văn Thiệu tham gia vào âm mưu, chứ ít cũng là án binh bất động không can thiệp. Để đề phòng bất chắc, đại tá Đỗ Mậu, một trong những công trình sư chủ chốt của âm mưu đảo chính của anh em Diệm Nhu, đã trực tiếp đứng ra lo liệu việc lôi kéo Nguyễn Văn Thiệu. Biết viên tư lệnh trẻ là người nặng đầu óc mê tín và rất tin vào tướng số, Đỗ Mậu đã đút tiền cho thầy Chiêm Tinh Gia Huỳnh Liên trên đường Trần Quý Cắc, nay là Võ Văn Tần, người được mệnh danh là Quỷ Cốc Tiên Sinh, để tay này vẽ bùa cho Nguyễn Văn Thiệu, do chính Đỗ Mậu dắt tới. Quỷ Cốc tại thế phán: thầy cầm tinh giáp tí năm Quý Mão 1963 tất nhập trong gai, thầy phải đích thân đứng ra đẩy bật tảng đá chắn đường mình đi, nếu không thì vận mạng của thầy sẽ bị tảng đá này đè nát. Thiệu tin sái cổ. Quỷ Cốc Tiên Sinh còn phán thêm: số phần đã vạch, thầy chớ có nhị tâm mà rước họa vào thân, nếu không toàn mạng. Theo yêu cầu của thầy tướng số, mà kỳ thực là yêu cầu của chính Đỗ Mậu, Nguyễn Văn Thiệu đã dính líu thề độc là sẽ theo phe đảo chính, chính thức ký tên vào danh sách những kẻ nhúng tay vào máu của anh em Ngô Đình Diệm. Một nguồn tin thông tin khác cho rằng tuổi Tý trùng của Nguyễn Văn Thiệu hoàn toàn là bị bậu. Người ngụy tạo ra nó là một bác sĩ nhân viên tình báo thời đại nhất Cộng Hòa tên là Trần Đại Sĩ, và ông này từng đóng vai ký giả bút danh là Trần Hoàng Quân, là trưởng nhóm nghiên cứu tử vi vòng Đông A. Việc ngụy tạo được tiến hành theo đơn đặt hàng của dược sĩ Nguyễn Cao Thăng trước khi đảo chính anh em Diệm nổ ra. Sau này sống lưu vong tại Pháp, ông Trần Đại Sĩ có xuất bản cuốn tử vi cho tuổi Tý, không tiếc lời mạt sát lá số thật của Nguyễn Văn Thiệu. Ông ta cũng xin lỗi các cao thủ khác trong nghề sủ quẻ và thú nhận rằng thời trẻ nông nổi hám danh lợi, nên ông ta đã làm bậy nhắm mắt chấm cho Nguyễn Văn Thiệu một lá số có chân mạng đế vương. Ở đây có một người cũng có chân mạng đế vương, đó là luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đấy, cũng mơ tưởng, cũng nói là có chân mạng tiên tử, thành ra lúc nào mình cũng ví mình là Lê Lợi, 10 năm gai nếm mật để trở thành lên tổng thống đấy. Mới giờ làm chủ tịch Đền Hồng hát bài Happy Birthday Vua Hùng. Điều kỳ lạ là sau này Nguyễn Văn Thiệu lại tuyệt đối tin rằng ông ta lại có chân mạng tứ tý quý trùng, nhất xây dựng cơ đồ quyền lực trên nền tảng của một trò bì bập mà chính ông biết ông là sinh thật, là năm sinh thật của ông. Đầu năm 1975, quân giải phóng đã đánh chiếm được Phước Long, giáp Tý Kỵ Ất Mão như lời thầy tử vi phán cho đời Thiệu đã bắt đầu. Những kẻ từng ca tụng Nguyễn Văn Thiệu lên mây như một tổng thống chống cộng khét tiếng chắc sẽ bật ngửa khi biết xuất phát điểm gia đình Thiệu lại có cảm tình và từng ủng hộ Cộng sản. Người từng nêu ra và xác nhận quan điểm này là ông Nguyễn Văn Hoàng, tức là một nhà tình báo lỗi lạc hoàng đạo, người nổi tiếng với chiến công tình báo nổ mìn phá hỏng thông báo hạ Amiot Đinh Viêu của Pháp trên biển Sầm Sơn Thanh Hóa năm 1950. Cuối năm 1933, ông Nguyễn Văn Hoàng đã được Đảng Cộng sản cử từ depot xe lửa Dĩ An ra depot xe lửa Tháp Chàm chỉ huy phong trào đình công của công nhân đường sắt, mật thám pháp chờ sẵn bắt Nguyễn Văn Hoàng tại depot Tháp Chàm và đưa lên giam giữ tại nhà thương Phan Rang
định từ đó đưa về Sài Gòn xét xử. Thì cuộc biểu tình của công nhân đường sắt đòi thả Nguyễn Văn Hoàng đã được quần chúng nhân dân nhiều ngành khác ủng hộ, biến thành một cuộc đấu tranh lớn. Mật thám Pháp phải nhượng bộ và phải thả Nguyễn Văn Hoàng, được hàng ngàn dân chúng ủng hộ đã quay lại Tháp Chàm và tổ chức một cuộc diễn thuyết hô hào đấu tranh ngay tại Cầu Bảo, ngay trước biệt điện của Bảo Đại. Trong số các nhân sĩ trí thức, các tổng An Sơn, Ninh Hải, An Phước, tỉnh Ninh Thuận đến dự có ông Nguyễn Văn Trung, cha của Nguyễn Văn Thiệu. Khi đi nghe diễn thuyết, ông Trung lại cõng theo cậu con trai là Nguyễn Văn Thiệu, lúc đó mới có 10 tuổi. Thì lương thực dự trù cho công nhân đấu tranh cạn dần. Ông chủ hãng buôn Hiệp Thạnh, Võ Văn Vi ở Phan Rang và ông Nguyễn Văn Trung ở Chi Thủy đã tặng cho công nhân đấu tranh một số tiền đủ mua được 600 kg gạo. Cô chủ nhà máy xay Cầu Bảo cũng học tập, đóng vào ngoặc kép chữ học tập, không những không lấy tiền xay sát mà còn góp thêm cho anh em công nhân một số gạo nữa để cho tròn 1 tấn. Người anh ruột của Nguyễn Văn Thiệu là giáo sư Nguyễn Văn Kiểu, sau này làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Đài Loan. Khi còn dạy học tại khu vực chợ Bàn Cờ, cũng thường xuyên tham gia phong trào đấu tranh, bãi thị, bãi khóa và biểu tình của sinh viên học sinh nhằm đuổi tàu chiến của Mỹ ra khỏi cảng Sài Gòn vào năm 1950. Riêng Nguyễn Văn Thiệu ngay từ bé đã tỏ ra là một người đa nghi, thận trọng. Và năm 1945, năm Kỷ Sửu đó, Thiệu đã trở thành một sĩ quan trong quân đội Liên Hiệp Pháp chống lại Việt Minh, đứng hẳn sang phía bên kia chiến tuyến với những người cộng sản, chọn quan lộ. Thiệu đã rời bỏ truyền thống và khuynh hướng của gia đình là ủng hộ cộng sản. Cựu đại tướng Việt Nam Cộng Hòa Cao Văn Viên đã từng nhận xét ông Thiệu có phẩm chất của một mưu sĩ, nghĩa là ông ta thức thời, biết nắm bắt và khai thác cơ hội để thăng tiến nhanh. Vì thế Nguyễn Văn Thiệu đã phải vứt bỏ yếu tố đạo đức sang một bên, chọn Nguyễn Văn Thiệu để trao chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 5, chứng tỏ Ngô Đình Diệm rất tin cậy và ưu ái với viên sĩ quan trẻ tuổi này. Đáp lại ân sủng, ngày 1 tháng 11 năm 1963, Thiệu đã đưa Sư đoàn 5 bao vây và tấn công Dinh Gia Long để buộc anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu phải đầu hàng. Sau này, Thiệu lấp liếm rằng ông ta chỉ ra lệnh bắn vào Dinh Gia Long khi đã biết chắc là ông Tổng thống Ngô Đình Diệm và bảo đệ là Ngô Đình Nhu đã thoát ra ngoài. Sau đảo chính, Thiệu được phong hàm thiếu tướng và chỉ hơn một năm sau, năm 1965, Thiệu lại được gắn lon trung tướng. Nhờ có sự hậu thuẫn của nhóm tướng trẻ, Thiệu đã được bầu vào làm chủ tịch của Hội đồng Lãnh đạo Quốc gia và trở thành quốc trưởng của miền Nam. Trên cương vị này, ngày 31 tháng 10 năm 1966, Nguyễn Văn Thiệu đã đứng chủ tọa cắt băng khánh thành Dinh Độc Lập nguyên thủy, nó là Dinh Norodom, đã bị hai phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc lái hai chiếc máy bay AJ-6 ném bom đánh sập vào ngày 27 tháng 2 năm 1962. Đầu tháng 7 năm 1962, Ngô Đình Diệm quyết định xây lại dinh còn bản thân ông và gia đình. Người em Ngô Đình Nhu thì dọn sang sống tạm ở bên Dinh Gia Long, nay là bảo tàng của thành phố Hồ Chí Minh. Ngô Đình Diệm đã không bao giờ còn cơ hội quay lại chốn quyền lực cũ. Ám ảnh về sự trả thù và lo sợ bị đảo chính, Nguyễn Văn Thiệu đã tổ chức lễ cầu siêu theo nghi lễ Thiên Chúa Giáo cho anh em cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Vẫn chưa yên tâm, năm 1967 ông ta lại triệu một thầy địa lý người Hoa vào Dinh Độc Lập yểm bùa. Yểm bùa, thầy phán Dinh Độc Lập được xây trên long mạch chấn ngay vị trí đầu rồng và đuôi con rồng nằm cách đó non 1 km.
thì rơi vào vị trí công trường chiến sĩ, cần phải dùng một con rùa lớn để yểm đuôi rồng lại, sự nghiệp tổng thống mới mong bền vững. Nguyễn Văn Diệu tin theo, cho xây một hồ nước tại công trường thành hình bát giác, từ trên cao nhìn xuống giống cái hệt cái ô bát giác trên mai con rùa. Vị trí của hồ được đặt ngay chính vị trí cửa khảm khuyết của thành Gia Định Chưa, còn gọi là thành Bát Quái hay là thành Quy, tức là thành rùa đó. Giữa trung tâm hồ nước là một đài tưởng niệm. Trên có đúc một con rùa lớn bằng kim loại đội bia ở trên lưng và một cột cao có hình cánh hoa xòe ở phía trên, xem như là một chiếc đinh đóng xuống giữa hồ để ghim đuôi con rồng lại. Năm 1972, công trường chiến sĩ đã được đổi tên thành công trường quốc tế, và dân Sài Gòn vẫn quen gọi đó là hồ con rùa, nơi mà Hoàng Duy Hùng nói rằng năm 2001 nó về nó đặt bom hồ con rùa đó. Bày trò đầu bầu cử độc diễn ngày 6 tháng 3 năm 1971, Thiệu tuyên bố tái đắc cử ghế tổng thống với tỷ lệ 94,36% số phiếu và được tối cao pháp viện Sài Gòn công nhận kết quả vào ngày 22 tháng 10 năm 1971. Để tạ ơn, Thiệu đã đưa gia đình về quê thắp hương mộ tổ, cho gom mồ mả của dòng họ cải táng về một nghĩa trang lập riêng sau trường tiểu học Dư Khánh, và cho lệnh tỉnh trưởng Ninh Thuận phải thường xuyên cắt hai lính bảo an ôm súng đứng gác. Ông Thiệu cũng cho sửa lại và trùng sơn tự trên đỉnh núi và Văn Thánh Miếu ở lưng chừng núi Đá Chồng, nằm giữa hai xã Khánh Hải và Văn Hải. Trùng sơn tự là nơi mẹ của tổng thống chọn làm nơi quy y cửa Phật lúc xế chiều, còn Văn Thánh Miếu đó là nơi thừa thờ tự lễ lạt của những thành viên hội Khổng Học Ninh Thuận. Ông muốn chứng tỏ dù đã cải sang đạo Thiên Chúa, mang tên thánh là Martino Nguyễn Văn Thiệu, ông vẫn chưa hề quên truyền thống nho học của gia đình. Mục đích chính, Nguyễn Văn Thiệu muốn đưa thầy địa lý theo chấm chấn yểm long mạch trên núi Đá Chồng nhằm bảo vệ sự vững bền cho ngôi vị tổng thống. Chóp của phía bắc là ngọn núi Đá Chồng có một tảng đá rất lớn hình lưỡi dao gọi là hòn đá dao, được thầy phán là vật yểm mệnh cho tổng thống. Ngọn đá dao đứng chênh vênh nhìn về phía đông bắc, hướng thôn Dư Khánh là quê của Thiệu. Ngay trước mặt nó còn có một ba tảng đá lớn chồng lên nhau, dân gian gọi là đá mặt quỷ. Để yểm long mạch ngay phía trước mặt hai tảng đá dao và mặt quỷ, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho tỉnh trưởng Ninh Thuận điều một trung đội công binh gấp rút xây lại Văn Thánh Miếu thành ba ngôi nhà lớn, tạo một hình chữ công án chóp phía bắc núi Đá Chồng, sau đó làm gấp một con đường trải nhựa chạy thành hình vòng cung từ dưới tỉnh lộ lên đến Văn Thánh Miếu. Công trình hoàn tất, một trung đội biệt động quân đã được điều về để ngày đêm bảo vệ. Âm dương bài bố đầy đủ, Nguyễn Văn Thiệu yên tâm, hứng khởi và tin tưởng đến mức gửi chọn tiền đồ quốc gia cho những phán truyền sắp ngửa. Đầu xuân năm 1972, theo lệnh của Nguyễn Văn Thiệu, Đại tá Trần Văn Lâm, giám đốc Việt Tân Xã, đã long trọng mời ba ông thầy Huỳnh Liên, Minh Nguyệt và Khánh Sơn lên đài truyền hình nói trước dân chúng về vận mạng quốc gia. Cả ba ông thầy đều thao thao bất tuyệt về một nền hòa bình vĩnh cửu đang đến rất gần. Về quốc gia, may mắn có một vị tổng thống anh minh và sáng suốt, có chân mạng đế vương, tất sẽ lãnh đạo binh sĩ và dân chúng giành thắng lợi tuyệt đối trước cộng sản. Đầu năm 1975, quân giải phóng đã đánh chiếm Phước Long, giáp Tý Kỵ, Ất Mão như lời thầy Tử Vi phán cho đời Thiệu bắt đầu. Nhưng trên mặt báo vẫn còn có những kẻ su nịnh ca tụng quý số và tài năng của ông Thiệu hết lời, đại loại như người lãnh tụ phải biết trị quốc, cụ Ngô Đình Diệm cầm quyền 9 năm
bị hai lần đảo chánh. Vậy không biết trị quốc là quá tin người nên chết thảm. Đại tướng Dương Văn Minh cầm quyền 3 tháng bị một lần đảo chánh vì không biết trị quốc nên thân bại danh liệt. Nguyễn Khánh cầm quyền 13 tháng, Phan Huy Quát 5 tháng, Nguyễn Cao Kỳ 2 năm, tất cả đều bị lật đổ. Vậy là không biết trị quốc nên sự nghiệp tiêu tùng. Riêng Nguyễn Văn Thiệu cầm quyền 10 năm, không có một lần đảo chánh. Vậy là người biết trị quốc xứng danh là lãnh tụ. Đó là lập luận của mấy ông thầy rùa đó. Đùng một phát, từ lưng chừng núi ngọn đá giao, linh vật giữ vận mạng đời Thiệu như lời thầy phán đã bị vỡ đôi, lăn lông lốc xuống, đánh vỡ ba cái hòn đá mặt quỷ và lăn xuống chân núi giữa một chiều không có mưa và trời quang mây tạnh. Đại tá Võ Thứ, hiện nay là trưởng công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận đã thuật lại. Tiết Kinh Chập là sâu nở mùa xuân năm 1975. Toàn vùng Văn Sơn, Bình Sơn, Khánh Hải, Ninh Chữ đột nhiên xảy ra một trận thiên dịch lớn chưa từng thấy. Hàng đàn sâu các loại xuất hiện dày đặc, quét hết đợt này đến đợt khác xuất hiện tại núi đá Chồng. Và trong các hốc đá của hòn đá Giao bị vỡ, sâu và bọ hung cũng xuất hiện lũ lượt. Chúng túa ra bò hàng dàn qua lộ và nối nhau mất hút ra phía biển. Dân chúng kháo nhau, vận của ông Thiệu đã hết. Ngày 2 tháng 4 năm 1975, Nha Trang giải phóng. Các sắc lính của Việt Nam Cộng Hòa cuống cuồng theo nhau trên quốc lộ 1 chạy về phía Phan Rang. Và theo đề xuất của tướng Frederick Wayne, tham mưu trưởng của lục quân Hoa Kỳ, đến Sài Gòn ngày 28 tháng 3 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu quyết định lập phòng tuyến Phan Rang để chặn bước tiến quân của quân giải phóng. Thiệu ra lệnh sát nhập hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận của quân khu 2 vào quân đoàn của quân khu 3, lập bộ tư lệnh tiền phương quân đoàn 3 và cử trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi làm tư lệnh đại bản doanh đặt tại sân bay Thành Sơn, Phan Rang. Trên khắp mặt trận mới mở thuộc hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, Thiệu đã ném canh bạc cuối cùng với hơn 75.000 quân các loại. Nhưng chỉ 2 tuần sau đó, sức tiến công vũ bão của quân giải phóng đã đập tan nát phòng tuyến phòng thủ Phan Rang, bắt sống 1.665 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, 11 xe tăng, thiết giáp và 51 máy bay còn nguyên vẹn. Ngày 16 tháng 4 năm 1975, tại xóm Dừa, phường Đô Vinh, Tháp Chàm, Bộ Tư lệnh Tiền phương của quân đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa gồm với Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, Chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang và toàn bộ sĩ quan tùy tùng đã bị bắt gọn trên 3 chiếc xe bọc thép. Và trước đó, ngày 13 tháng 4 năm 1975, Trung đội lính bảo vệ núi Đá Chồng đã bắn chết người cai quản Văn Thánh Miếu, rồi xô vào đập nát các bệ thờ, cậy cả mái ngói để tìm vàng của ông Thiệu giấu. 21 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu đã phải ngậm ngùi lên đài đọc lời từ chức, thú nhận sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn và chính bản thân của ông ta, để rồi sau đó chạy ra nước ngoài sống hết những năm còn lại trong kiếp lưu vong không tổ quốc. Thầy số Huỳnh Liên, nhân vật nắm chặt tử vi của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, số phận còn bi thảm hơn. Không chỉ đoán sai biết vận mệnh quý tướng của ngài Tổng thống, ông thầy đại tài này còn mù tịt, chẳng đoán được tí gì về số phận của chính bản thân ông. Quân giải phóng làm chủ Sài Gòn, thầy đoán không ra nên không kịp di tản để thoát thân, ở lại không lâu. Nhâm Cầm Đội toán chặt lấc, thầy rước hai gã thợ điện về sửa nhà ở sông Bé, mà không hay đó là hai thằng kẻ cướp giả dạng thánh không vượt, tội một đời bị bợ. Nhưng thầy lại bị hai thằng cướp đè ra chiết cổ bằng dây điện cho đến khi lè lưỡi chết thằng cổ ngay giữa ban ngày. Bài viết theo phóng viên An Ninh Thế Giới. Thưa quý vị, cũng đã 2 tiếng đồng hồ. Bài viết không biết là các bạn có thích hay không, nhưng mà con số người vẫn còn cái rất là cao, ngoài 100 người. Thì không biết là Lê Thái có lên chia sẻ hay không. Nếu lên chia sẻ thì tôi sẽ mở stream ra.
Còn nếu không thì chắc là chúng ta sẽ chia tay thôi. Mà trước khi thế thì như thường lệ chúng tôi xin đọc những cái tin nhắn. Chào Sao Vàng Đại Nguyệt, chào các bạn nào vào sau này. Kỳ Võ có trí nhớ rất tốt, đại tá Dộc, Dộc trưởng ty công an Đà Nẵng đã hãm hại biết bao đồng chí để được mấy ngàn lượng vàng. 8 giờ tối nay anh chịu đá nhà tôi nêu tên hết. Đấy, HQT. Ngại Phạm Chỉu Châu bị dịch lở mồm long nóng rồi, long móng rồi. Sao Vàng Đại Nguyệt sinh năm 52 hay 53 gì đó, hình như là 52. Tuổi Thìn tôi nhớ đấy. Ca sĩ Kim Loan. Thật sự là người có biết, thế nhưng mình không muốn nói thôi, để các bạn có nhớ, có nhắc thì nhắc. Cảm ơn Kỳ Võ. Kỳ Võ có một trí nhớ tốt nha. Người tình sau này nữa là Kim Anh, kẻ đã cho anh Dọc công an Đồng Nai lãnh án tử hình. Mình lên trên này thật sự rằng tôi trao đổi các bạn giao lưu này chứ mình học hỏi rất nhiều, kiến thức các bạn rất là tốt và đúng luôn đấy, chứ không phải là như là cái đám Sài Gòn vo ve toàn là bịa đặt. Sao Vàng Đại Nguyệt có tin tức gì bên tờ báo Nhân Dân hay là Ủy ban Người Việt không? Kỳ Võ chào vợ chồng nhà báo Nguyễn Phương Hùng, Lệ Hằng và Tùng chào anh chị em trên. Vợ chồng nhà báo Nguyễn Phương Hùng là à, nhà báo Phương Hùng là hai người, cộng thêm ca sĩ Lệ Hằng là ba người. Một người đi với một người. Vâng, Thái bây giờ làm nghề shipper là tại vì bệnh dục bây giờ. Shipper là phải có điều kiện nhiều lắm, mà phải có thẻ xanh rồi có giấy đi đường nữa. Chúng ta bây giờ là Lê Thái đi làm shipper luôn. Quang phố cổ nói câu rất chính xác. Anh cũng không phải là fan nhưng anh chỉ tôn trọng việc làm tốt của bà ấy. Biết đây các bạn nói về bà Nguyễn Phương Hằng này, còn bà ý chửi nhiều khoe của vân vân, anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm bà đã làm những việc giúp đời. Đúng như vậy. Thì cái vụ mà bà Hằng á, bà khoe của mấy bà chửi nó làm mất đi, giảm đi cái sự mà ủng hộ của rất nhiều người. Giá mà bà không có cái khoe của mấy lại cái mà chửi người người khác, bà nói bình tĩnh nói thì chắc là bà được con số ủng hộ rất là đông, và chính những người chống bà đó đã lợi dụng cái tiêu cực đó của bà mà họ đã xâm nhập vào trong đấy. Nhưng mà tôi ủng hộ bà Phương Hằng về những cái việc mà bà giúp đời, và hoàn toàn bà đi làm từ thiện, bà làm từ thiện bằng tiền của riêng bà chứ bà đâu có xin đâu, còn cái quỹ Hằng mà. Hữu Hằng chỉ do là ông Huỳnh Uy Dũng là lập đó. Làm với lại hai người cũng là mới là có một mới có cái tin vừa nói xong thì có người nhắn tin cho tôi, chị ấy đã nộp giấy chứng nhận tâm thần cho cơ quan điều tra. Các bạn nghĩ sao? Tôi chưa kiểm chứng được.
Nhưng mà đại khái nói như vậy. Vâng, chắc là Lê Thái chắc không có ở đây phải không? À, hay là đi rồi phải không? Đúng như vậy. À, tôi đồng ý với anh HQT. Nhờ bà Phương Hằng mà nó lòi ra Võ Hoàng Linh, Võ Hoàng Yên rồi Võ Hoàng Linh về ra một lô lượt đấy. Chính nhờ bà. Nhiều khi nhờ bà cả tỉnh mà mình lại lại được việc. Tất cả tôi theo tôi nghĩ rằng nó tâm linh sắp đặt của nghĩa là cái từ một cái cõi trên nào đó. Tất cả cái gì cũng đều do sự sắp đặt. Nó bình chân tổ sư thằng Sửu Đá, mày làm cho anh Tống Lê Thái bận biểu việc giao thuốc gút không lên được ở anh Tổng nhá. Vậy tưởng là Tống 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 Quốc Thái nữa, vô vi chỉ vì mày ba quảng cáo thuốc cho anh ấy. Vâng, chun chun thì Đặng Văn Quang đã bị Mỹ Mỹ từ chối nhưng mà Canada thì chấp nhận, thì ông mới qua Canada ông cư trước trước xong rồi một thời gian thì rồi không biết là ai xin vào để ông được qua Mỹ, tại vì vì lý do mà ông nó về về buôn lậu đó. Anh Vinh VHS thì anh ở bên cái Zalo, cái group Zalo anh vào của anh cãi nhau ủa với tất cả mọi người, trong đó có cả Phạm Văn Tấn này, này cái, cả trong đó đều biết, thì anh đờ mờ nhiều lắm, thì tôi phải loại anh ra khỏi cái Zalo. Thì ngày hôm qua đó thì anh cũng ấy, thì tôi mới loại anh ra ngoài, thì chắc là anh tự ái. Nhưng mà tôi có mở anh lại rồi, trước khi mà những người nào mà tôi cảnh cáo là không có muốn để đăng nữa thì tôi tạm thời khóa, cái lúc mà trước khi đi thì tôi lại mở mở khóa, thì ngày hôm nay vẫn được vào nhưng mà không vào. Nguyễn Thị Bích hôm qua bị bác Hùng lốc nên dặn không vào nữa rồi, nhưng mà tôi bảo đảm 2-3 ngày nữa cũng rồi cũng vào mà. Bảo đảm luôn. Cũng như bà Hằng ấy nói, bà nói là bà ngưng live stream nhé, bà ngưng được mấy ngày bà lại like cho mà coi. Bởi vậy tôi đâu có dám nói là tôi giận dữ, tôi không live stream đâu, tại vì mình không thể nào bỏ được cái nghiệp rồi, nó không phải cái nghề nữa mà nó là cái nghiệp. À, bữa nay em gái Tùng Thanh vào hơi trễ nhỉ, vào đúng lúc là chấm dứt rồi. Lê Nhân Ái ơi. Vâng, chắc là chia tay các bạn cũng hơn 2 tiếng đồng hồ, và hẹn lại các bạn vào ngày mai.